Đổi không? Đổi không? Đổi á? Đổi không? Đổi luôn nha. Đổi luôn. Woo! Yeah! Yeah! Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Úp Jenny và người bên cạnh của mình là Brian. Brian. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với Minecraft Summoner. Summoner có nghĩa là sa mạc lời, các bạn đừng có suy nghĩ bậy bạ. Không có gì bậy bạ ở đây hết. Tập trước là bọn mình đã tạo ra đã tìm ra cách tạo ra nước, đó là quăng xương rồng hay là lá cây để nó nung lên để có nước. Thì tập này chúng ta sẽ cố gắng làm lava trước khi làm tụi ông nên đi ngủ đi, tụi nó tới rồi kìa. Ủa, ôi cuối cùng tôi được ngủ rồi. Đây là đội ngủ đầu tiên của mình. Có một bạn là bình luận với tụi mình là anh nên che cái phần nước lại, có nghĩa là mình đã che như đây. Đây, các bạn thấy không? Che phần nước lại à? Mình và Jenny bận bộ giáp vô. Sau khi mà che lại thì nước nó không bị nóng nữa. Và lúc đó tụi mình giải nhiệt thoải mái luôn. Và cảm ơn giải nhiệt cuộc sống. Đó, bây giờ là giải nhiệt thoải mái luôn. Và ok, thì nói chung là đừng có để ánh nắng mặt trời nó chiếu vô cái đống nước này, nó không, nó nóng lắm. À, hóa ra thế. Vậy bây giờ mình chỉ cần thiếu một thứ là thức ăn nữa thôi. Ừ, đúng rồi, bây giờ tụi mình chỉ cần thiếu thức ăn thôi. Thì bây giờ tụi mình sẽ chết lại cái nhiệm vụ nha. Thì tụi mình là còn thiếu cái gì ta? Hiện tại là đang thiếu một thứ. À, một xô lava với lại một cái crucible. Even hotter. Một xô lava. Để làm cái crucible thì tụi mình cần thêm bột xương, tức sét và ash. Thì lava bất kịch. Ý rồi. Ok, đợi mình tí nha. Lava bất kịch mình làm thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không có lava là... thiếu. Từ từ, sắp xong rồi, để tôi chế trên này. Coi okay. Nè, coi nè bây giờ... Đâu? Bây giờ chắc chắn sẽ có lava, nhưng mà bây giờ tôi cần 4 cục đá cuội để có lava. Vậy đá cuội mình phải dùng cát hả? À, không, ngồi cắt ra để tạo ra mấy cục đá nhỏ. Ông quên rồi à. Ai hi hi. Nè, trong đây có một cục, mình cần nhiều cục lắm. Nói chung thì giờ cần... Ok. Để kinh tôi tạo thêm được một cái bàn chế tạo nữa. Rồi, thêm một cái bàn chế tạo nữa. Ở bây giờ tụi mình chết ít lại rồi các bạn, tụi mình không chết vì ổ nữa đâu, các bạn đừng có lo. Ai không ngáo rồi đâu. Wow. Bây giờ tụi mình chỉ chết vì thức ăn thôi. À, để gắt chính cái thì tôi cần. Ủa? Để con coi cái kia xong chưa. Rồi. Làm này thế nào ta? Coi cái bàn chế tạo bên đây nè. Đâu? Đó, tạo được 7 cái porcelain clay nước sét. Porcelain, foil, porcelain. Bây giờ mới có xe bồn nè. Đó. Đâu? Ồ, nó chắc là chứa lấy lava. Cái nồi rồi bây giờ đem đi nung nó cho nó cứng lại, tại vì nó là đứt sét mà. Đem nó đi nung cứng lại cái. Ok, ghê thiệt. Sau đó mình sẽ quăng đất vô là chúng mình sẽ có lava liền. Ủa, dễ vậy sao? Rồi. Dễ vậy hả? Giờ là cho thêm một cái đuốc bên đây. À, xin nó mượn cây đuốc của nó đi. Ủa sao không dùng cây kiếm không ra rồi? Chậu, chậu. Rồi, ok. Đó. À, bây giờ là cần phải nung. Đá củi. Và bắt đầu rắc ra nè các bạn. Ui. Con chuột tôi hôm nay nó bị cái gì á? Dạ. Bây giờ tôi có nước dơ thì tôi làm sao để... Thì ông quên rồi à, ông sẽ lấy có mía nè, tạo ra giấy rồi dạng như là gắt chung với nó để lấy than để nó lọc ra. Ờ đúng rồi, có mía rồi. Ổ hư luôn đồ chơi rồi. Ủa bên ông nghe không? Tụi nó chả gì hết. Không biết ông đang nói không? Ok. Ủa full đồ không mày? Tôi cũng full đồ rồi. Thôi từ từ để quăng cái thùng. Tôi làm thêm cái rừng. Ấy. Full nhiều quá vậy. Tôi nghĩ là tôi với ông sẽ trong lúc không có quay, tôi với ông phải bỏ thời gian ra ngồi và dọn dẹp lại cái đống này. Đó. Ok và... Có Oz sapling nè. Có dirty water bottle. Mấy cái đồ linh tinh. Slime dirt. Seed.
mấy cái linh tinh nữa. Rasit á. What kind? Là cái đó là dạng như là ông có một cái đức. Ồ. Oh. Vậy đi. Hay rồi ông. Ơ. Ơ dạ không không không. Lỡ rồi thôi giờ để nó đừng có đập nó nha, đừng có đập nó nha. Bây giờ tụi ông sẽ làm cái dùng đức này thành xanh xanh mát luôn. Ủa vậy nó tự xanh lan ra hả? Ừ, tại vì đáng lẽ là tụi ông phải để dành mà chưa giờ ông đã băm nó rồi. Nó thử nhấn chơi thôi. Thì để không lại sao, cái đó dễ tạo mà. Còn, ở đây con sâu nè. Mình hết luôn rồi. Bê chót bảy gì ta? Ông đứng qua một bên để tôi chuẩn bị lấy đồ. Ok. Chả hôi được cái gì hết. Vô, quăng vô hết. Ê dạ, trời bắt đầu. Không có lộn tốt. Có lại Rush nè, có Yellow Ride luôn. Vậy là mình có mấy phản ứng hóa học gì luôn. Cái gì ghê vậy? Ê dạ, tôi cầm ra tôi tầm kiếm tôi giết nó. Còn bây giờ thì đá rồi. Ngu. Ồ, nó cầm sẻn luôn, sẻn sắt luôn. Nè, có 5 cục rồi bây giờ. Nè, coi nè ông. Tôi đang giết bọn này nè. Ông ơi. Đâu? Bắt đầu nè, nung có lava nè. Ủa, nung đá ra lava luôn chứ, hư cấu. 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 cục. Rồi bây giờ ngồi đại thôi. Thì trong lúc đại thì với ông sẽ... nung đá ra lava. Thôi tôi đi thu hoạch cái kia để ủ ra đứt. Tôi giết bọn này đây. Nè, không biết tôi ăn cái kia được chưa? Cái nào? Ăn thịt thối á. Ông nhìn đi, nếu mà trên 50% ông cứ ăn bình thường, còn dưới 50% thì ông hạn chế lại. Nó đang là 48%. Ông đừng lo, bây giờ tôi chuẩn bị tôi đi thay nè. Bây giờ để tôi trồng lại một cái. Ok. Ấy dạ, bị kẹt rồi. Quá. Là tạo thật là nhiều thức ăn. Tôi nghe nói là cái đống cái này nằm này trên này. Nào. Cái lava này nè, nó cũng làm mình bị tăng nhiệt á. Ở đây ông ý là mình đứng gần á hả? Ừ. Đây cái thằng để tôi đi giảm cái để tôi đi. Ôi tăng. Tôi đi tắm cái nè. Bây giờ là không sợ rồi, bây giờ là che lại. Giảm nhiệt liền. Ấy da, tắm ơi. À. Okay. Ủa sao tôi không vô? Rồi. Ủa sao vô, nó hết giảm rồi? Giảm chưa? Ông phải đi ra đi vô đi về. Quá. Phải đi ra đi vô nó mới giảm. Thiệt á hả? Vậy như là ít hay là sao ta? Không phải có thời gian mới giảm. Hay là ông từ từ đi. Bây giờ là đang tắm nè. Trong lúc lava nó đang nung. Nó nung được một cục rồi, còn 4 còn 3 cục nữa. Ok. Giờ trồng lại xương rồng nè. Trồng lại xương rồng rồi ủ cái xây đi. Pháo đài đi. Đây. Ấy da, ôi. Tôi thấy đinh nó an toàn hơn là cái yes. Ủa cái nào? Nhấn chữ R nó xếp lại đồ mày quá, mày cứ tưởng là tôi có cái sẻn không ta? Giờ phải làm cái sẻn rồi. Và bây giờ mình đã dư được 48 cục. Sao vô? Này có đứt liền. Có mấy cái sẻn này sao làm ta? Thôi làm sẻn gỗ vậy. Sau bữa hôm nay là tụi mình đã có lava là các bạn đừng lo nữa, tụi mình sẽ nói sao ta? Phải nói sao ta? Ủa, làm lava thì làm được cái gì nữa? Thì có lava rồi mình tạo ra đá cuội, ông quên rồi à, chơi Skyblock á. Đúng rồi ha. Quên. Ông làm phát dính hai đứa luôn ông. Kinh rồi. Chỗ này nó bắt ủ rồi đó. Ủa sao đống cát, tôi nhớ là tôi có một cái nơi là tôi để cát nhiều lắm mà ta. Tôi không nhớ là cát đâu nữa. Ok. Để tôi coi trong rương có không. Sắp ngẫm rồi. Không có đồ ăn sắp ngẫm rồi. Đây nè, đống cát này ngon chim. Sẽ pháo đài. Rồi, bây giờ qua cái phần thức ăn. Thì cái phần thức ăn là tôi với ông sẽ có... quên bữa định làm muối mà quên. Muối làm sao? Muối từ. Muối là để sao? Để làm muối thì cần một cái xô nước. Một xô nước với lại một cái pot. Rồi. Bây giờ nói chung là cần nhiều sắt. Bây giờ có nhiều sắt đây. Không đủ sắt rồi, có 5 cục à. Bây giờ mình làm một cái xô lava nè, một cái xô nước. Okay. Còn có 2 cục, thiếu 2 cục sắt nữa. Ê.
Solava, ủa tôi nhớ là mình có một cái Solava ấy xô rồi mà. cái Dạ. xô đó là xô nước sáng, nếu mà ông bỏ lava vô là nó bị sử dụng một lần à, được có một lần à. Ờ, ấy tôi hết đuốc À rồi. ok, ông đợi tôi tí, ông đợi tôi tí, ông kiểm tra giùm tôi là cái giai đoạn nung lava xong chưa. Ủa nó bắt đầu nung xuống dưới rồi. Khi Nó nào một chạy, nó ngàn là chạy. mình, khi nào 1.000 là mình múc được rồi đó. Ờ, Ô, à cái ông số làm 1.000 nằm thành công trên. rồi đó hả? Sẽ làm trường thành trước. Yeah, Yeah. yeah. Nhưng mà mình phải ra ngoài lấy cát đã. Mà tôi sắp chết rồi. Không có gì để ăn. Ông đây tôi thấy tôi đang từng Tôi ra cái góc nào tôi đào sắt thẳng xuống để dưới. tôi tạo ra nhiều cái đồ mix để có nhiều thức ăn hơn nữa. Miss. Ủa? Ủa? Nghĩa là giống như là mấy cái đồ mà nồi nồi son chảo dao kéo búa gì đó, mấy cái đó đó. À, ok. Rồi, ta sẽ lấy Đa hết dạng đống thức cát ngoài ăn này. thôi. Rồi. Ý. Bỏ lấy cát bằng cái đuốc đã thiệt chứ. Ngày trước đây không nghĩ ra. Hu. Thấy. Ở dưới đây có sẵn mấy cái đá kia vậy luôn nè, vậy là ở phía dưới sa mạc này còn có một tầng đá cuội nữa hay sao á, Wow. Có hả? có thể là có, tại vì tôi đang đứng ở cái chỗ mà gọi là cát kết nè, cát kết cứng á. Ông cẩn thận nha, đừng có đập ở dưới chân mình nha. Rồi, tính cả rồi. Tính cả rồi. Tôi thấy cái màu bầu trời nó hơi khác khác nha. Sắp tối Chứ còn gì nữa. hả? Đùa. Ồ, có một thêm một xô nước rồi các bạn ơi, tuyệt vời. Rồi, nung được một nửa rồi Ơi nãy chết, giờ. nhanh quá. Ông cứ đó đi, tôi đi nằm rồi à, trời sáng liền giờ nè. À ok. Thường Creeper nhảy xuống nữa nổ tôi banh luôn. Ôi sáng rồi. Đó, Nhanh. sáng rồi. Đã. Rồi tiếp tục công việc đi, tiếp tục công việc đi mọi người ê. Kiểu bọn zombie không kịp xuất hiện luôn á. À, chết tôi. Mình còn thiếu cái gì ta? Ồ cát này À hơi có ít. gạo Không thôi. có. Bây giờ tôi sẽ trồng gạo. Trồng gạo á. Nhưng mà bột xương hơi ít nên 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 Yeah. để dành bột xương. Ok. Đó. Đấy, có mía rồi đó, bắt đầu nhiều mía rồi. Ở nhiều mía thì mình trồng thêm đi chứ mình đừng có Ở giữ đó ở mới thì mấy ô đó. đó tôi đang trồng thêm nè, ngon lành. Đó, tụi mình giảm nhiệt. Yeah, mình có ủa cái lá này lá gì? Tôi không biết dịch. Lá đu đủ quá men. Dịch đại Lá đi. đu đủ đốt lên hết. Rồi, thì cái này chúng ta làm được. Biết. Trời lâu quá. À, bây Ê. giờ cần xét. Ok, tuyệt vời. Đất sét hả? Không. Đúng rồi, cần đứt xét. Thì để có đứt xét thì mình cần quăng Ô. một cục. Ok. Đây. Sau có đứt xét, bao nhiêu cục? 4 cục. Nhưng Bốn mà cục đất sét. cái này thì cần đến 8 cục lận. Rồi nung tiếp. À. Nó đa dạng hóa cái phần lương thực của mình. Vậy được rồi. Một lát tôi sẽ làm gỏi. Ý nhưng mà không có muối sao làm. Tôi nghe mọi người nói kiểu là ăn ăn bao nhiêu sau khi ăn mấy mấy loại thức ăn á là mình tự hồi lại cái mấy Ờ cái đúng rồi, thành thức bởi ăn vậy bây giờ tôi đang làm đa dạng hóa thức ăn lại nè. Tôi đang từng nhật tắt để làm mấy cái nồi niêu son chảo gì đó. nồi đi xôi chảo ghê đi Ok, đó. Đủ sáu bây tư giờ chưa. cát tôi ra tôi lấy một ít cát. Bây giờ là Ok trời sáng rồi. tôi lên trên đây tôi có đống cát luôn. Ok, cảm ơn ông. Tôi cũng đi đi lấy bụi để làm cát ra. Ôi trời. Ở đây tuyệt vời quá. Ê Yeah, à. tụi mình có ve miner, tụi mình làm rất là lẹ. Tôi Ok. không có. Thế hôm nay Jenny của chúng ta vẫn chưa cài cái mod ve Hèn chi nãy miner. giờ tôi đào thấy bà nội luôn mà không có. Ok. Buồn Rồi. thiệt chứ. Rồi cái đống Rồi. cái kết tê đó sandstone mà được có 64 cục thôi. Tên tệ 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 đó. Để tôi xây một cái vòng thành tiêu 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 bom tí té. À, tôi nghĩ là nước tới Tôi không biết cơm có rồi. đủ không nữa. Rồi, còn một tí nữa thôi là tụi mình đã có lava rồi. Cố lên ông Phải không em. vậy? Nè.
thumbnail tập sau tôi sẽ là một mình bơi trong lava luôn. Ok. Ủa, ê, có tiếng. Thấy thời tiết hôm nay nó sao sao không ơi. Có tiếng lạ lạ. Ừ, thấy sợ sợ không ơi. Ồ, tôi còn có một cục thịt à. Một cái đùi thôi. Một cái đùi hả? Ừ. Thì thôi à, nếu mà vậy thì để coi coi cái này nó xong chưa để tôi đi. Tôi phải đi làm cái cúp nữa. Chưa có cái cúp. Ờ, đang làm cái gì đây? Hả? Đang làm cái gì đây? Đang làm mấy cái này để gắt ra bụi giờ tại tôi có khá là nhiều bụi. Ok. Ủa, mình làm cái cúp bằng tinker thì tốt hơn hay là cái cúp thường nó tốt hơn? Tinker. Nhưng mà hiện tại tôi nghĩ là bây giờ mình cần đá cuội để à, cúp thường trước. Mang thời gian đầu là lấy làm cái cúp đá trước. Cúp đá hả? Tôi đang làm cúp sắt nè, cúp đá chưa có. Rồi, tôi cần để xây nhà. 8 cục, ok, và bây giờ đem nung 8 cục bức sáng này lên mình được cái gì ta? Rồi. Tôi sắp ngẫm rồi. Đúng hả? Tôi sắp ngẫm rồi. Coi có gì ăn. Ông chỉ cần Thôi, cho ông ăn 2 cục này luôn nè. Ông ơi. Cục gì vậy? Củ cải trắng. Củ cải trắng á? Ô, tôi xuống rồi. Ăn được nhiều cố lên. Đâu? Ok, củ cải trắng này not eaten recently. Nhầm. Trời ơi, tăng lên được nửa cái đuôi gà luôn. Nhầm. Mình đang trong thời gian khắc nghiệt nên ông thập cảm đi. Thiếu lương, mỗi cái lương thực thế này là sao? Tôi chạy không được rồi. Bây giờ tôi chỉ cần có thêm cái này nữa là mình không có sợ chết đói nữa đâu. Ê, ông đào cát nhanh không? Hả? Ông đào cát nhanh không? Nhanh, nhưng mà tôi ven một cái là tôi mất hết thức ăn hết nên ông thông cảm cho tôi. À, đúng rồi, ven cái mất hết thức ăn. Vậy tôi phải ra tôi đào cát tiếp rồi. Tôi có một cái đuốc rồi để đào hết. Ôi, lấy hết đuốc luôn. Có lava rồi. Yes. Có hả? Rồi. Yes, xuống lava đầu tiên. TP. Puron. Tiêu. Cầm trong người mình nó bị nóng không vậy? Hên xôi. Nhiệt độ 1300 độ luôn, 1300 độ K luôn. Nó nhiều hơn độ C nhiều lắm luôn á. Trong nên làm dưới đây. Mình thả xuống dưới hả? Cầm cho tay biết bị nóng không ta? Bây giờ là chúng ta là có lava. Mình sẽ đổ từ để tôi đổ nước trước. À, bây giờ chết, bây giờ còn xô nước nào không? À, không. Thiếu một xô nước. Thôi tạm thời lấy cái kia đi. Này. Ủa giờ phải làm xô nước rồi hả? Lấy nước kia thì ok, mình mượn nước kia cũng được. Mình lấy nước này nè. Ok. Lấy nước tôi bên cạnh là... nè, nó không mất đâu. Ok. Ê. Không mất. Ở mà ao ao trời ơi, cái gai kia đâm chúng đi bên đây. Đổ vô đổ luôn nha, đổ luôn. Yeah couple stone. Nhìn được xuyên tường. Ê chết ông ơi. Gãy búa luôn. Từ. Mình đã có đá cuội rồi, mình không có chết đói nữa rồi. Yeah. Ủa giờ mình cạp đất mà ăn à? Ý là mình cạp đá mà ăn à? Không, bây giờ mình lên một cái thời bị mất. Thời gì? Để tôi thấy. Ông ơi, từ bình tĩnh. À, tôi muốn lấy. Woo. Từ. Để hoàn thành cái nhiệm vụ cái. Ui, quest complete. Even hotter. Rồi. Ủa vô. Vậy là cái xô nước sáng này nó không có bị mất. Ồ, làm tôi tạo thêm một xô nước. Chết rồi, tôi đạp bên kia. Ơi chết rồi, sao bay vô. Ở đây. Ôi, tôi chạy đi. Tôi có 4 cục đá rồi, tôi chạy. Tôi làm cái cúp sắt rồi. Ông làm cái cúp giúp tôi nha. Cái cúp cái sẹn. Tôi tạo ra mấy cái máy. Nói nó. Đó. Sắt 5 cục ok. Rồi tôi chạy đi. Rồi đó. Ấy da, vẫn đói. No. Từ từ để tôi tí. Có cái này rồi. Bu ơi, đỡ. Hả? Quay lại sau lưng đỡ tôi.
Ôi trời ơi. Cái nào là cần thiện nhất từ từ. Ok. Ôi trời, thức ăn luôn. Không biết là tôi chắc nên ăn cái gì luôn á. Bây giờ ăn cái gì cũng được ba, có gì bỏ mồm là ngon rồi. Okay, ta... bây giờ thấy cái gì đơn giản là. Ôi có nhiều đồ hả, tự nhiên mình cầm hết đống đồ vào trong người mình làm gì không biết nữa. Play powder, đồ linh tinh nè. Khó hiểu ghê. Yeah, tôi có đầy thức cây thức ăn rồi. Ê dạ. Mình làm muối đúng rồi, làm muối. Muối hả? Ok, làm muối. Muối là sẽ có một cái pot. Bốn sắt, cần bốn sắt. Tinh. Ba cùng một. Ok, rồi. Có cái pot luôn. Cho cái này vô. Ok. Đấy. Rồi. Ồ, đập cái này nhanh hơn. Tôi đào, tôi đào hết đống này luôn. Ủa sao nó không... Ủa, cái gì vậy? Sao thế? Có gì à, có gì à? Bị gì à? Không, có gì. Hình như ông cầm cái xô sắt phải không? Đúng rồi. Ủa, cho tôi mượn đi. Ồ, tôi tút này rồi. Thôi, lát ông về đây, Ok. Bây giờ tôi cũng chưa cần lắm. Tôi làm xong cái pháo đài luôn. À, trong lúc tôi nghĩ là tập sau, trong lúc ấy thì tôi sẽ dọn đồ lại để nó đỡ gói mắt hơn. Dọn đồ à? Tưởng nhầm tôi xong. Còn mấy cái bạn có quăng ra ngoài đường đi, còn không thì ông quăng vô cái à cái gì ta? Xương rồng á. Ok. Đó, nó tự động làm mất đồ, mất luôn. Ủa cái tôi tưởng là tôi nghĩ tập sau mình nên sang cái chỗ kia coi cái. Coi tí. Qua bên kia hả? Ừ. Ok. Coi cho biết. Ok, thì tập sau mình sẽ đi. Bây giờ là tụi mình không có sợ vậy cái kia rồi. Giờ chỉ sợ là sợ về thức ăn thôi. Đúng rồi. Giờ đầy đủ vũ khí luôn rồi. 1, 2, 3, 4. Bây giờ là tranh thủ lấy thật là nhiều nước thôi. Ủa đào hoài không thấy đá luôn ta. Tông, bông, bông. Okay. Rồi, trời ơi, tôi có rất là nhiều. Rồi. Sandstone lên. Đó, bây giờ cái tường thành mình nó vững chắc rồi đó. Ai ông ngủ chưa? Đang xây ở ngoài nè. Ông nghĩ có nên là kiểu mở rộng tường thành ra không ta? Từ từ. Hiện tại chưa có cần mở rộng. Ok. Sau cái bữa mà tụi mình qua cái tòa tháp bên kia đó, rồi tụi ông sẽ lập kế hoạch mở rộng ra. Có khi nối lại với nhau luôn. Tôi sợ bên kia có cái gì đó nó nguy hiểm thôi chứ không có sợ cái gì chứ. Rồi em nè. Đó. Ok. Chết rồi, ông cứ ngủ đi ông ơi. Ngủ đi. Quên. Chết tôi rồi. Ui. Tạo ra thật là nhiều mấy con xương rồi mới đi ngủ tại mình đang cần xương. Ok. Ngon vô mày. Ủa sao đá cúp đá nhanh hư vậy? Vô mày. Ngon vô mày. Có thêm 8 cục tích xác đâu ra gì trời. À đúng. Ý dạ, ôi ôi có creeper ơi, nó nổ phát đi luôn cái thành đó. Apple juice. Đâu rồi, apple juice. Yeah, để tôi hốt xương lại cho ông cho. Ở kia có gì hay. Tôi không biết là ngoài cái chỗ này còn cái gì không nữa. Apple juice, hình như tôi sắp làm được rồi. Một cục đá. Ủa? Với... nước hả? Nước trái cây à? Nước táo? Yeah, homie. Yeah, nước táo. Ok. Cho tôi ba cục đá cuội là đủ. Ủa, cái kiếm tôi đâu rồi? Cái kiếm xương rồng tôi mất tiêu rồi. Giữ nè. À, ok. Ông về đây tôi không phải. Tôi giữ. Không sao, không có gì mất mát cả. Ok, được rồi. Rồi quên làm được về tiếp. Luôn. Cắt tiếp các bạn nghe. Cắt tiếp mọi người nghe. Sao vậy? À. Bị gì? Grab tiếp á? Grab có nghĩa là ngồi gắt bụi á. À! Nó cắn tôi trúng tôi rồi. Á! À! No! Ông đừng có la ông ơi, ông làm tôi sợ. Ê. Ủa sao? Ê. Ê kìa. Rồi. What? Nào nó trap tôi. Đi rồi về lại đây. Cố lên, cố lên. Đứa nào dám, đứa nào dám bẫy mình. Kiếm trước kia đi. Người anh em. Ủa, ông hả? Ông tự bẫy tôi luôn. Ông đào cái hố tôi chết ngay đó luôn. Chết ngay cái hố. Tôi chết ngay cái hố ông đào đó luôn. Ghê thiệt chứ. Ôi, revenge. Báo thù được rồi. Trời ơi. Chết ngay cái hố luôn. Rồi, cho tôi 2 cục đá cuội đi, tôi đang cần 2 cục thôi, chỉ cần 2 cục nữa thôi. Tôi có 1 cục à. Vậy thôi, ông có cái cúp màu không?
Ê, Creeper. Chết. Ê. Cho mượn cái cúp đi. Ờ, cúp tôi còn đúng một độ bền. Đó, xài sao xài. Xài ok, không sao. Xài thông minh. Chỉ cần cục này nữa thôi. Nhưng mà cục này mà nó gửi xuống lava là coi như tối âm nèo. Bấm nút cài cái coi. Ok. Bấm đi. Ôi, còn đôi bên, còn đôi bên. Yeah. Chúng mình đã có cơ hội tạo được cái cúp mới rồi các bạn. Mình vẫn còn cúp đi. Ok, giờ mới được cái thành tựu này. Ok, bây giờ mình tạo ra thêm. Nãy giờ tôi chưa làm thành tựu luôn. Tôi chưa làm bài crafting, tôi chưa có thành tựu đó. Mấy đó không quan trọng đâu, quan trọng là nhiệm vụ thôi. Rồi, cả ông cái cúp nè. Ok đó, rồi. Thì tụi mình rảnh này, mình sẽ lấy thật là nhiều đá củi. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ làm cho các bạn xem tiếp theo thôi. Well. Ok. Được rồi. Rồi, có nước táo đúng không ơi? Chết nha. Đâu? Táo đâu? Lấy cái táo ra cái đã. Bình tĩnh. Bây giờ đang đợi đá mịn. Đá mịn làm gì? Từ từ, đừng có động vô. Đá mịn làm... cái máy nhẹ như là ép nước á. Máy xay xin tốt. Máy xay. Rồi lại xịt máu. Chưa? Tới chưa? Hàng về chưa? Ok. Ủa, tấm áp lực mà. Yes. Hú. Gì? Yeah. Đấy, từ tôi chứ nhìn. Ép chui. gần ba cục thịt luôn. Wow. Muốn chưa? Sắp chết rồi. Lấy ra hả? Ủa, lấy ra được nhiều vậy? Ê, tôi chưa sắp chết nhưng mà tôi uống vô. Ôi, mất luôn. Trời ơi, mình uống mình gặm luôn cái ly luôn sao, mình gặm luôn chai luôn sao, uống luôn mất luôn chai mà. Ok, bây giờ bắt đầu là thay cái món mới. Để tôi coi nhiều món quá. Ok, nhưng mà tập này cũng dài đó, tập này cũng đã nửa tiếng rồi. Tập này tụi mình đã làm được nước ép táo. Nước ép táo? Một show lava, nó là vị cứu tinh của tụi mình. Ok. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ý, có nước ép chuối luôn nè. Tập sau làm nước ép chuối. Đúng rồi, tụi mình sẽ trồng cây chuối. Ủa, có cây chuối không? Cây chuối mà. Cái pineapple pen okay. Mình đã theo dõi cái video này của mình, tụi mình tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ để lại một like cho mình và trên đây. Còn đừng quên nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ hai tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye. Trên này không bye bye luôn. Bye bye rồi mà.